Rồi, chào tất cả em thủ đã quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ 17 tháng 11 nha em. Thì bây giờ liên tục hôm nay cho mình là có 30 mẫu cần nha. Thì em giới thiệu những dòng cần trước. Cần thì những dòng ISO từ khoen nhỏ khoen lớn, có những dòng như là Shimano này, cứng 2, cứng 3 là từ 6m3 nha, khoen nhỏ. Khoen lớn từ 4m5 cho đến 5m3, 5m4. Ở đây thì có dòng là khoen xích độ cứng 4 này, độ cứng 5 nha. Đây cứng 4, cứng 5, cứng 3 đều có. Những con cần như là dạng cô ngâm cô đơn, bạo lực này, Olympic này là cứng 80 nha. Một số cần thì cho anh em mình cô ngâm lan xe. Đây thì có từ 2m1. Đây những dòng ở đây thì có 2m1 nha, tới 3m5, 3m6 đều có này. Đây dạng ISO khoen lớn. Cần lọc cần xúc thì có dòng như là Holiday carbon từ 3m6, 3m9, cứng từ 25, 30. Đây dòng xích đá đờ mắm tôm, lồng bềm 3 khúc. Lô thì sẽ có cho mình là lô máy ngang 2 con nha. Cần tay thì ở đây sẽ có cho mình là từ 2m5 nè, 2m5 cho đến là 3m3 này. Đây 3m3, 4m5, 7m, zoom 8m, 8m5, zoom 9m nha, Shimano rồi. Một số cần thì 2-3 khúc, cắm gốc, câu xích câu biển và câu ngâm lan xe. Đây có cho đầy đủ nha anh em, cứng 50 và 80. Thì ở đây tất cả sản phẩm thì em sẽ lên video, em sẽ báo tình trạng rõ nha anh em. Anh em xem video thì mình xem kỹ nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp là Duy 0923 53479. Liên hệ qua Zalo thì em chụp hình từng mẫu cần, em gửi mình tham khảo kỹ hơn. Rồi ship code toàn quốc 30.000 một đơn, mua từ hai sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản trước, bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình. Thì mã số 1 ở đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ còn rất đẹp như này, của dòng Shimano, dòng The Wind Power BBS. Độ dài là 5m3, độ cứng là 1.5. 1.5 thích hợp mình là câu cảm giác thôi. Những dòng thì đều nội địa Nhật nha. Bác có đẹp bất gập nha, Fuji liền thân. Dàn khoen là dàn khoen full xích nè, nó sẽ có like cho mình là một khoen chạy ở đây là khoen xứ xám nha, còn lại là khoen xích hết. Đây tổng thể này, những cái dòng thì đều là phôi hay da. Cứng 1.5 thì con này thì tầm khoảng vào 3-5H cho nên nói chung là cứng nha, ngọ tầm khoảng 1 ly, ngọ sẽ có 1 và 2 khoen chạy nha. Cái con này thì cái ngọ của nó khúc này lên á là ngọ đặt cổ tháp này, còn tất cả các lắm một cần đều là hai da hết nha. Cái con này bị thiếu khoen ngọ như này, cái khoen ngọ nó chỉ có 2 khoen chạy thôi. Cái này thì anh em về câu bình thường nha, hoặc mình thể lắp thêm khoen cũng được. Đây phần cái bàn xoắn hai da của dòng mệt The Wind sẽ có định vị lóng, định vị khoen đầy đủ cho mình nha. Đây cần định vị lóng, định vị khoen này. Cái chỗ này thì cái nước sơn bóng 2K lâu ngày thôi, chỉ cần thì nó còn đẹp nha. Đây, để sáng hết. Của dòng BBS, con này này về hạ cần tay thì hết sảy luôn. Trọng lượng của cần thì cần được cho mình này là 200g, mã số 1, giá 1.4 triệu ạ. Mã số 2, một con cần ISO khoen nhỏ, con này cần carbon của dòng Osaka. Độ dài con này là 5m4 như này, độ cứng 3. Cứng 3 thì nó dạng cứng rồi, hạ tay tầm khoảng 5H. Khoen pad Fuji loại xứ đá xám. 5m4 thì con này bên Nhật người ta đã hạ ngọ xuống cho này, hạ ngọ xuống cho cứng hơn, hiện tại còn tầm khoảng 5m2 thôi. Ngọ là 1.8 ly, ngọ sẽ có 1 này, 2 khoen chạy nha. Phần carbon xoắn vân. Đây tổng thể thì con này có rất đẹp này. Đây nước sơn bóng này, đi kèm cho mình là 6 lóng. Đây tổng thể thế này, lóng đẹp nha. Khoen pad Fuji 5m4, độ cứng là độ cứng 3. Pad là pad gập Fuji F7. Trọng lượng của cần là 290g, mã số 2, giá 700.000. Mã số 3, một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của dòng Daiwa, con này thì phôi hay da rất đẹp như này. Độ dài con này là 6m3, độ cứng 1.5, của dòng Twist, dòng Power, carbon quicker, phôi hay da nha, hàng nội địa Nhật. Phát con này là bất vặn nha, bất vặn Daiwa Fuji liền thân cho mình. Cái dàn khoen con này là dàn khoen full xích, đây, dàn khoen của mình là dàn khoen full xích đó nha. Đây, tổng thể thế này, con này thì phôi của mình là phôi carbon xoắn hay da này. Con này thì độ cứng 1.5 thì cần ra thẳng nha, tầm khoảng 4H. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1 ly. Con này thì nó lai nha em, nó lai cho mình cái đầu bu. Và cái khoen trên này là khoen chạy, là khoen xứ xám thôi. 1 này và 2 này, có 3, 4 khoen chạy nha. Còn những khoen chạy như này là khoen full xích hết, trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai này là carbon xoắn vân nha. Đây. Còn những lóng còn lại của mình á đều là carbon xoắn hay da. Cái dòng này anh em đi câu bờ kè, mình câu cá tráp, hành á, cần ra thẳng nha. Đây nhỏ nhẹ cho mình thôi. Cần thì có rất đẹp và sáng. Đây phôi hay da, dàn khoen xích có like cái đầu bu và cái đầu bu xứ xám ở trên cho mình thôi. Tổng thể thế này, trọng lượng con này thì cân được là 310g, mã số 3, giá 1.4 triệu như này. Đây 1.400.000. Đây 6m3, cứng 1.5 nha, phôi xích khoen hay da. Mã số 4, số 4 thì một con cần ISO, con này ISO khoen nhỏ, con này của dòng Olympic, 6m3, độ cứng 1, cứng 1 thích hợp mình câu cảm giác thôi. Con này phôi của mình là cũng là hay da như này. Đây, cực kỳ đẹp nha, xoắn vảy cá. Con này thì 6m3, độ cứng 1. Con này cũng được hạ ngọn như này. Anh em lưu ý nha, con này hạ ngọn tầm khoảng, còn hiện tại là còn tầm khoảng 6m1 thôi. Đây 6m1, cứng 1 nha, ngọn rất là lớn. Ngọn hiện tại là ngọn 1.7 ly. Con này trừ cái lóng ngọn này, nó sẽ có 1, 2, 3 khoen chạy nha.
đây lóng ngọn và cái lóng ngọn thôi, nói chung là trừ cái lóng ngọn ra, còn tất cả các lóng còn lại của cần á đều là carbon xoắn hay da hết. Con này cần ra tương thẳng như này, đây cần ra thẳng và đẹp nha, cứ một thế là mình cầu cảm giác thôi. Đây phôi rất đẹp nha, hai da toàn thân cho mình luôn. Đây, tổng thể thế này, dàn khoen các bạn là dàn khoen Fuji xứ xám, hai các bạn là hàng nội địa Nhật, này có tem vàng đầy đủ. Con này thì mức cái update như này, anh em lưu ý nhé, mức update là đem hộp khoen thêm để cho mình giá tốt thôi. Con này thì mã số 4, trọng lượng 270g, giá con này là 600.000 nha, đây 600 thôi nha. Mã số 5 lên thì sẽ có một số ISO khoen lớn này, đây, ISO khoen lớn. Mã số 5 thì một con cần ISO khoen lớn carbon, độ dài là 5m4, độ cứng 3, đây xong là Slipper 1 ISO. Thì con này khoen pack và khoen pack hãng nha, đây khoen pack hãng như vậy này, đây khoen pack hãng loại xí đất xám. Thì độ cứng 3 thì tầm khoảng vào 4H cần tay cho mình, ngọn cần thì là ngọn 1.5 ly, sẽ có 1 này, 2 khoen chạy nha, phôi cần là phôi carbon xoắn vân toàn thân. Đây, tổng thể thế này, cần thì nó sẽ còn sáng và đẹp ok cho mình đây. Chung mấy con này thì thích hợp bệnh viện hạ tay nha, đánh chép, ao sông hồ dịch vụ được, thích cho nhà mình tay to này. Đây, tổng thể thế này, 5m4 độ cứng 3, trọng lượng của cần là 380g, mã số 5, giá 600.000 nha này. Đây 600 nha. Tiếp theo mã số 6, số 6 thì sẽ có một con cần ISO khoen lớn luôn. Đây con cần ISO khoen lớn này của hãng Suzumi nha này. Đây Suzumi. Độ dài của cần là 4m5, độ cứng 4. Con này thì khoen pass hoặc khoen pass hãng luôn. Đây khoen pass hãng của Suzumi này. Đây loại xứ của mình, loại xứ xít nha. Thì độ cứng 4 thì dặn cứng rồi, ngọn cần thì đo cho mình sát cái này á là ngọn tầm khoảng 1.8 ly, sẽ có 1 2 khoen chạy nha. Đây phôi carbon xoắn vân. 4.5 cứng 4 nó hơi ít như này, cho mình 5.3, 5.4 thì nó có nhiều, 4.5 thì ít hơn. Con này hạ tay tầm khoảng 6-7H, đấy kèm 5 lóng. Đây tổng thể còn ok nha. Đây còn đẹp này. Khoen pack hãng Suzumi 4.5 độ cứng 4, trọng lượng con này là 320g, mã số 6, giá 600.000 ạ. Tiếp theo mã số 7, số 7 thì một con cần ISO, con này ISO khoen lớn như này. Đây ISO khoen lớn của sầm là OGK này, OGK hàng China xuất Nhật nha. Đây có mã code này. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 5. Cứng 5 thì dặn cứng, bạo lực cho mình rồi. Đây khoen pass hoặc khoen pass hãng như này, anh em lưu ý nha. Thì ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây phôi carbon xoắn vân. Ngọn sẽ có 1 2 khoen chạy đây. Đây tổng thể này. Ở trong cái lóng gốc ngoài thì nó xước thôi, còn mấy cái lóng ở trong thì nó sẽ còn đẹp nha. Con này hạ tay tầm khoảng từ 6-7H. Ở trong anh em phải đánh lọc độ cần, câu bờ kè bờ gần được này. Đây tình trạng sẽ sức dâm thế này. Sức dầm sơ sơ nha, 5m4 độ cứng 5, cứng 5 thì dạng cứng bạo lực rồi. Thì bái con này bách hãng nha, khoen bách hãng, cái đít con này bị mất nha này, anh lưu ý nha, mất đít. Con này thì không bị tụt đâu, tại vì khoen nó có khoen để không bị tụt nha. Cái này thì mình về mình kiếm cái đắp chụp hay là mình cái gì đó mình gắn vào cũng được, không ảnh hưởng gì. Mất đít hơi xấu như này. Trọng lượng con này là 480g, mã số 7, giá 550 ạ. Đây 550.000. Mã số 8, số 8 thì đây sẽ có một con ISO khoen lớn. Con này thì ISO khoen lớn, con này hàng tuyển như mình rồi. Con này thì có bao vải kèm như này của hãng Ryobi. ISO khoen lớn của dòng Ryobi, độ dài con này là 5m3, độ cứng 4. Cứng 4 thì dạng cứng, dòng Ekushima, hàng Korea xuất Nhật. Dàn khoen của mình là đều là dàn khoen full xích như này. Đây, dàn khoen của mình là đều là dàn khoen full xích hết. Ngọn cần thì đo cho mình này là ngọn 1.6 ly, độ cứng 4. Thì ngọn sẽ có 1 này, 2 này, 3 khoen chạy nha. Đây là khoen full xích hết. Tổng thể con này thì nó sẽ có sức dâm dâm theo cần nha. Đây. Sơ sơ thôi, chẳng không ảnh hưởng gì lắm. Đây. Lỏng lít còn đẹp này. Là khoen đề ba của mình là khoen xích luôn. Tất cả dạng khoen xích nha, cứng 4 thì dạng cứng rồi, cứng tầm khoảng từ 5 đến 6H. Đây, khoen thì ok. Pad của mình là pad vặn nha, pad vặn dòng Fuji. Đây Fuji Ryobi chính hãng cho mình. Tình trạng của nó thì nó sẽ phủ nó bóng 2K, nó hơi bị xấu như này, xấu cái nước sơn ngoài thôi. Trọng lượng của cần cân được là 320g, mã số 8, giá con này là giá 1.200.000. Đây, 1.200.000 nha, khoen xích cứng 4, 5m3. Tiếp theo mã số 9, số 9 thì đây sẽ có một con cần bạo lực của hãng Olympic này. Đây, con này dạng ISO càng lớn nha, cầu ngầm lan xê. Con cần này của dòng là Olympic, dòng là Sea Hunter, độ dài con này là 39, độ cứng 80, 80 thì dạng cứng bạo lực rồi. Cái lóng này thì nó có dính sơn nè. Con này khoen pass của mình là khoen pass Fuji, đây khoen lớn nha, loại xí đá xám cho mình. Cứng 80 thì ngọn cần ngọn lớn, ngọn đo cho mình là ngọn 2.4 ly, ngọn sẽ có 1 này, 2 khoen chạy, phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Trong lóng lít của nó thì có ok nha. Nó sẽ có sức dầm sơ sơ thôi.
đây 39 80. 80 đối với cần rút cái dòng này á, thì dạng bộ lực cho này, đánh bao tiêu cầu ngầm lan xe được này. Bát của bạn là bát vặn nha, Fuji FPS 26 tổng thể này, hàng nội địa Nhật. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 420g, mã số 9, giá 800.000. Số 10 thì sẽ có một con cần cũng dạng ISO khăn lớn. Con này thì cung ngâm cầu lăng xe đều được cho em. Con cần này của hãng là Alpha Tackle. Độ dài con này là 3m3, độ cứng 15. Đây hàng Korea xuất Nhật, đi kèm cho mình là 4 lóng nha. Đây khuyên pad là khuyên pad Fuji, khuyên lớn loại xe đất xám. Con này độ cứng 15, 15 thì nó tầm khoảng vào ML tính theo cần luôn. Ngọn cần sẽ đo cho mình là ngọn 1.7 ly. Nó sẽ có 1, 2 khuyên chạy nha. Đây phụ carbon xoắn vân này, 1 xương 2, 3 nha, 4 lóng nha. Đây, con này phôi đẹp nha, con này thì anh em mình cô ngâm lan xe rồi được nha. Đây, rất đẹp. Con này thì nó cứng tầm khoảng vào độ cứng cứng 3, cứng 4 á, tính theo cần ISO càng lớn nha. Rồi, 3m3, cứng 15, trọng lượng của cần là 190g, mã số 10, 600.000 nha em. Đây, 600 nha. Mấy cái con rút này á, anh cứng tầm khoảng vào cứ 15 thì dạng mềm mềm cảm giác. Anh em muốn cứng là lấy tầm khoảng vào 30 đổ lên, thì nó sẽ cứng hơn. Rồi thì mã số 11 thì đây sẽ có một con cần của hãng Alpha Tackle sòng carbon, độ dài là 2m1 nha, đi kèm cho mình hai lóng thôi. 2m1 Alpha Tackle. Con này thì cũng dạy sâu khoang lớn, cô ngâm được này. Con này thì độ cứng ở tầm khoảng vào 20 đến 25 á, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây phôi carbon xoắn vân, ngọn sẽ có 1. Đây hai khoang chạy nha. Đây tổng thể này. Cần thì nó sẽ còn đẹp nha này. Đây còn đẹp và sáng ok nha. Khoang pad Fuji loại xi đất xám. 2m1 cứng tầm khoảng vào 25, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Bắt gặp Fuji F6, chỗ này dính keo nha, cái này chưa lâu thôi. Trọng lượng là 135g, tương đối nhẹ, mã số 11, 600.000. Mã số 12 thì cũng dạng ISO khăn lớn, để cần rút cho mình. Con này thì nó sẽ độ dài của nó là 2m7 nè, dạng cần rút cứng 15, hàng Korea xuất Nhật này. Đây, có tem vàng đầy đủ như này, cần carbon. Khoen pad là khoen pad Fuji, đây khoen lớn, loại xi đất xám. Cứng 15 thì ngọn cần cái đo cho mình là ngọn 2 ly nha. Đây phôi carbon xoắn vân sẽ có 1 này và 2 khuyên chạy nha. Đây, tổng thể này đi kèm 3 lóng nha. 2m7 thì đi kèm 3 lóng cho mình. Cho nên phôi còn sáng đẹp hết. Cỡ 15 tầm khoảng vào ML tới M tính theo cần luôn. Và ISO thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào độ cứng 3 đến 4 cho mình nha. Bát đập bắt gập này Fuji F6, nắp chụp thì xoáy vặn. 2m7 cứng 15. Trọng lượng con này thì cân được là 150g, mã số 12, giá 600.000 ạ. Mã số 13 thì cũng dạng ISO khoang lớn luôn. Con này thì cần carbon 3m3, độ cứng 15 luôn như này, của dòng Blue Cat, hàng Korea. Đây cũng là khoen pad Fuji này, loại xe đất xám luôn. 15 thì cũng dạng vừa không cứng lắm nha. Ngọn thì là ngọn 1.7 ly, sẽ có 1 này. Đây hai khoen chạy cho mình, 1 và 2 khoen chạy. Rồi là cần carbon 3m3 để kèm 4 lóng. Như lóng ở trong thì có ok nha. Nó xước thì nó sẽ có sức chăm sơ xíu thôi. Đóng semi chống nổ đầy đủ cho mình này. Đây khoen pad Fuji nha, loại xi đất xám. 3m3 cứng 15, pad gập Fuji F6, nắp chụp thì xoay vặn inox. Trọng lượng của cần thì cân được là 200g, mã số 13 nha anh em. 13, 600.000. Mã số 14. 14 thì cũng có một con cần ISO khoen lớn luôn. Của dòng con này thì của Shimano nha anh em. Dòng carbon Holiday Spin. Độ dài là 3m, độ cứng 15. 15 thì cũng dạng mềm này. Đây Shimano nha. Con này thì khoen pad là khoen pad Fuji, đây loại xi đất xám hết. Cứng 15, con này ngọn cần đo cho mình là ngọn 2 ly như này. Đây ngọn 2 ly, nó sẽ có 1, 2 khuyên chạy này. Đây 1, 2 khuyên chạy. Phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Sẽ có sức dầm như này. Đây, sức dầm sơ sơ thôi. Theo cần như thế này. Khoen pad Fuji, loại xi đất xám. Độ dài của cần là 3m nha, độ cứng 15. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 160g, mã số 14. Giá con này là giá 600.000 như này. Đây, 600.000. Của Shimano nha. Mã số 15 thì đây sẽ có một con cần lục, cần súp. Con này có dòng là dòng Gravit nha. Đây Gravit carbon dòng súp. Độ dài con này là 3m6. Con này rất đẹp nha. Bắt gặp Fuji F7, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji này. Đây loại xi đất xám. Thì con này ngọn cần thì đo cho mình xác cho này là ngọn 2.3 ly. Độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng 25, tầm khoảng EX thôi. Đến lọc độ cần gần bờ, ngọn sẽ có 1, 2 khoen chạy nha. Đây cái khổ 3m6 thì anh em hỏi rất là nhiều này. Cần đi kèm 4 lóng. Con này còn đẹp, lóng liếc ở trong nó còn sáng hết này. Ok nha, đóng semi chống nổ cho mình. Đây, tổng thể thế này. Khoen pad Fuji, loại xi đất xám. 3m6 cứng tầm khoảng 25. Trọng lượng con này là 330g, mã số 15, giá 700.000.
con này cái nước sơn nó màu trắng hồng rất đẹp như này, đây dạng phấn hồng đây, cực kỳ đẹp nha. Tiếp theo mã số 17 thì đây sẽ có một con 16 như này, 16 thì sẽ có một con cần lục, con này thì của dòng Shimano, đây Shimano nha. Con này cũng là dòng Shimano dòng carbon Holiday Spin. Độ dài là 3m9, độ cứng 30 thôi cho mình tầm khoảng CS nha. CS thì đánh lọc xa bờ được rồi. Bắt gập Fuji F7. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji nha. Đây khoen Fuji loại xịt đất xám. Cứng 30 tầm khoảng CS thì ngọn cần thì ngọn lớn 3 ly nha. Đây ngọn này là ngọn 3 ly. Ngọn sẽ có một này. Đây với hai khoen chạy phôi carbon xoắn vân. Nó sẽ kèm bốn lóng này. Bốn lóng nha. Nước sơn của nó thì nó sẽ còn sáng và đẹp này. Đây. Hầu như có sức nhìn ra một xíu thôi, không ảnh hưởng gì nha. Khoen pad Fuji loại xịt đất xám 3m9 độ cứng 30. Những cái dòng này bên em vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Hạ pad thì anh em lưu ý vui lòng cọc trước giùm em sẽ hỗ trợ hạ pad cho mình. Nắp chạy thì xoay bằng inox, đây có tem nội địa này. Trọng lượng của cần thì cần được cho mình á là 340g thôi. Mã số 16, giá 900.000 nha. 900 3930 của Koi Shimano. Tiếp theo mã số 17. Đây, đây sẽ có con gừng lục nha. Con lục này của dòng Shimano nha, Shimano luôn. Con này của dòng là Shimano dòng súp bóng tôm nha. À, thông số này thì độ dài là 4m5. Slider cứng EXT tầm khoảng 25 cho mình thôi. Bắt gặp Fuji, dòng khoen của mình là dòng khoen Fuji. Những cái dòng súp bóng tôm này thì anh em biết rồi, đều là hàng nội địa Nhật khách. Thì cứng 25 thì cho một thiết lập đánh lục độ cần gần bờ, ngọn 2.2 ly, ngọn là full carbon 2 da này, để có định vị khoen một này, hai định vị khoen nha. Cần thì nó sẽ còn ok sáng đẹp hết. Tầm khoảng vào 90%. Con này thì đi kèm 5 lóng như này. Đây, 5 lóng. Cái dòng súp bóng tôm thì anh em khỏi bàn rồi. Cái dòng thì rất là chuộng nha. Rất ít. Con này thì trọng lượng của cần cân được là 390g thôi. Mã số 17, giá là 2.8 triệu nha. Đây 2.800.000, hàng nội địa Nhật. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần lục 3 khúc. Đây con lục 3 khúc của dòng Daiwa nha anh em. Daiwa dòng lông bem nha. Đây lông bem. 4m25, độ cứng là 27. 27 rồi cho mình tầm khoảng vào DS nha. Con này thì khoen pad mình là khoen pad full sheet rồi. Đây, khoen pad full sheet nha. Phôi của mình là phôi carbon 2 da. Những cái dòng lông bem thì đều là hàng nội địa Nhật hết. Ngọn của cần thì đo cho mình sát cái này á, là ngọn 3.2 ly. Đây, đầu bu sheet nha, phôi 2 da. Tổng thể thế này. Cái con này thì nó sẽ có một cái khoen như thế này nha anh em. Đây, đâu rồi. Đây, khoen dưới này nha. Đâu rồi. Đây, cái khoen này á. Thì em thấy bên Nhật người ta có gia cố lại cho mình sẵn rồi nha. Cái này không biết nứt hay là bị gì mà em thấy nó có gia cố lại sẵn mình một cái này. Đây còn lại thì ok nha. Nguyên bản không lỗi cho mình. Đây qua 425/27 lông bem. Ngọn 3.2 ly, trọng lượng con này là 450g, mã số 18. Giá con này là 2.800.000 nha. 2.800 cho mình ạ. Đây có hai khuyên gập nha. Có một khoảng ở đây thấy nó gia cố lại. Chắc không bị nứt hay là bị rạn gì thôi. Tiếp theo mã số 19. 19 thì đây sẽ có một con cần lô 2 khúc. Con này thì máy ngang nha, của hãng Suzumi. Đây Suzumi như này. Suzumi thông số con này như sau. Độ dài cần là 1m95, độ cứng là M. M thì dạng cứng rồi, thông số tại mồi từ 20-60g. Cần còn mới tinh như này. Hàng China xuất thị trường Nhật. Khoen pad của mình là khoen pad hãng nha. Đây khoen pad hãng loại Sida Sit hết. Ngọn cần thì đo cho mình xác cho là ngọn 1.2 ly. Nước sơn màu trắng. M thì luôn tải mồi từ 20-60g. Luôn như hơi như thật đều được này. Đây sẽ có một cái chỗ này mình buộc cho bảo hiểm này. Của đây qua, đồ gắn sẵn cho mình. Trọng lượng con này thì cân được là 140g, mã số 19, giá 500.000. Mã số 20 thì một con cần lưu 2 khúc máy ngang cho mình luôn. Con này thì của hãng Ryobi. Độ dài cần là 6 feet nha em, là 1m8 nha. Độ cứng là ML, hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Đây đi kèm cho mình là 2 khúc. Đây ML. Khoen pad con này khoen pad Fuji nha. Đây khoen pad Fuji loại xịt đất xám. 4m8 thì ngọn cần đo cho mình là ngọn 2 ly. Mét dòng này thì cho là ML thì dạng vừa thôi. Lùi lóc, lùi chẽm đều được. Tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 180g, mã số 20, 400.000 như này. Đây, 400.000 Malaysia nha. Thì mã số 21 đổ lên thì sẽ có 2, 4, 6, 7 con cần tay nha. Từ 2m5 cho đến 9m cho mình. Thì em sẽ lên lần lượt. Mã số 21 thì đây sẽ có một con cần tay. Con này cần tay carbon, độ dài là 2m7. Đã được hạ ngọn xuống, hiện tại nó còn 2m5 như này. Anh em lưu ý nha. Tay cầm thì được cuốn chỉ, cần thì cần carbon, nó sẽ giả vân trúc vân gội thế này. Con này thì nó sẽ kèm ba lóng đã được cuốn chỉ như này. Đây cuốn chỉ chống nổ màu vàng cho mình, kim tuyến. Ngọn cần thì là ngọn 1 ly, độ cứng tầm khoảng 4H nha. Đây 4H. Ngọn đặt ngọn tháp ngọn long phụng, nó sẽ kèm ba lóng. Trên này thì được cái nước sơn màu đen, còn khúc dưới này á là carbon này, giả vân trúc cho mình nha. Đây thì kèm ba lóng.
nó sẽ có hai lớp sơn đen và một dạng giả gỗ trúc như thế này, còn hai vách rưỡi này tất hợp hình rosette câu cảm giác thôi. Trọng lượng là 60g, mã số 21, 400.000 ạ, 400 nha. Mã số 22 thì đây sẽ có một con cần tây, con này thì lóng dài, người ta đổ lại như này, em lưu ý con này đã đổ lại nha. Ở đây cuốn cái chỉ tay cầm này và gốc sẽ gắn một cái dây buộc bảo hiểm sẵn cho mình luôn, nắp chụp thì xoáy vặn cho mình. Con này thì cần tay đã được hộ độ lại nha, độ dài con này hiện tại là 3m6, mã số là 22, con này cứng tầm khoảng 14h cho mình. Ngọn cần thì đo cho mình là con này là ngọn 1.2 ly, độ cứng 4h cho này, 36 đi kèm 4 lóng phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể này, con này đẹp nha và cứng, con này về anh em đánh chép mê dinh được này. Đây để mình giá tốt thôi, độ lại cho mình rồi. Trọng lượng của cần là 100g, 36, ngọn 2 ly, à ngọn 1.2 ly, mã số 22, 400.000 nha, 400. Rồi tiếp theo thì mã số 23 thì đây sẽ có một con cần tây lóng dài, con này của dòng Nissin nè, 39. Con này thì đã được hạ nha, nó cũng 39, nó hạ xuống là hiện tại còn cho mình là 3m3 thôi, làm lưu ý nha. Đây phôi carbon xoắn vân tổng thể thế này. Con này thì ngọn của mình là ngọn lớn nha, con này thì như là ngọn của cần rất là lớn. Đây con này ngọn hiện tại của cần là 3m3, ngọn 2 ly, để bù 360 độ chống xoắn cho mình đây. Đây 360 độ chống xoắn nha, ngọn 2 ly, 3m3 cứ tầm khoảng 14h á. Đây phôi carbon xoắn vân này. Con này kèm mình 4 lóng, 1 này, lóng thứ 2 này. Đây. Lóng thứ 3 nha. Lóng thứ 3 như này. Và một cái lóng gốc. Lóng gốc con này thì lóng của Nissin. Nó hơi ngắn nha. Nắp chụp con này thì xoáy vặn, tay cầm nó được cuốn chỉ dây mây. 3m3, Nissin nội địa Nhật. Trọng lượng chỉ có là 80g, mã số là 23. Giá là 500.000. Mã số 24. 24 thì một con cần tây lóng dài, con này thì 4m5, cần carbon như này. Đây 4m5. Con tương đối đẹp nha, tay cầm cũng được cuốn chỉ dây mây, gốc thì sẽ có một dây buộc bảo hiểm như thế này. Độ dài cần là 4m5, con này thì ngọn của nó thì đo cho mình xác cái này nha, là ngọn 0.8 ly, độ cứng tầm khoảng vào 3h. Thế được anh em mình rô giết mình dân, nó sẽ kèm cho mình 5 lóng phôi cần là phôi carbon này xoắn vân. Đây nước sơn còn đẹp nha. Đây ok hết này. Đây, còn sáng đẹp nha. 4m5 cứng tầm khoảng vào 3h. Trọng lượng của cần thì cần được là 130g, mã số 24, giá con này là giá 600.000. Mã số 25 thì một con cần tây lóng dài luôn, con này thì cần carbon, độ dài là 4m5 cho mình luôn như này. Đây 4m5, phôi phía còn đẹp này. Con này thì tất cả các lóng của cần á thì nó được cuốn chỉ như này, đây được cuốn chỉ chống nổ hết cho mình rồi nha. Con này 4m5 đi kèm 5 lóng. Thì ngọn cần thì ngọn nhỏ, tầm khoảng vào 0.9 ly nha. Đây 0.9 ly, cứng tầm khoảng 3h thôi. Đây phôi carbon xoắn vân, ngọn con này thì là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn long phụng, phôi carbon xoắn vân này toàn thân như thế này. Đây cần thì còn ok nha, đẹp và sáng hết. 4m5 cứng 3h, tất cả các lóng của cần đều cuốn chỉ chống nổ nha, chỉ kim tuyến hết này, có sẵn cho mình rồi. Tay cầm con này thì nó được cuốn chỉ này và dây mây, gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm. Trọng lượng con này là 140g, mã số 25 như này, giá 600.000. Tiếp theo thì mã số 26 thì sẽ có một con cần tây lóng dài, con này thì của hãng Daiwa nha em. Đây Daiwa con này có chế độ zoom nha. Con này thì độ dài của cần là 7m này, có chế độ zoom là 8m nha. Con này rất là nhẹ, hàng của bên làng nội địa Nhật này, made in Japan, có mã code và tem vàng. Đây tổng thể thế này. Con này thì nhẹ như em, 7m zoom 8m mà nó chỉ có là 220g thôi. Cần ra thẳng tầm khoảng từ 5h. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 1 ly. Con này độ cứng tầm khoảng 5h cho em, cần ra thẳng nha. Thưa bạn em về đến chép, câu sắc rằng đều được này. Phôi cần là phôi carbon này, đây xoắn vân toàn thân nha. Đây lóng lướt của nó thì còn sáng và đẹp hết. Đây ok như này. Đây giờ anh em muốn câu 7m á thì mình rút ngang đây thôi, còn 8m thì mình rút lông zoom ra luôn nha. Đây lông zoom của nó ra, đây zoom ra luôn, rất nhẹ nha. Con này thì phải đánh chép câu sặc rằng á cho anh em, câu cầm trên tay cả ngày thì ok này. 7m 8m mình chỉ có là 220g thôi, cần ra thẳng cho mình. Trọng lượng con này là chỉ có 220g, ngọn 1 ly, mã số 26, giá là 1.600.000 nha. Đây 1.600.000 cho mình ạ. Mã số 27 thì đây sẽ có một con cần tây, con này thì cần tây cho mình sang hàng như này. Con này có dòng là Shimano, dòng Azu Edit. Độ dài con này là 9m này, có chế độ zoom là 9m rưỡi như này. Hàng Indo xuất Nhật này, đây có mã code và cái tem vàng đầy đủ đây. Cái tay cầm con này á thì được cuốn băng keo nha, được cầm chắc tay, cái chỗ này có dính keo nha, thì cuốn băng keo đen lên, cầm chắc tay hơn. Nắp chụp thì sẽ bằng inox, tổng thể thế này. 9m zoom 9m rưỡi. Con này cứng như này, cần ra thẳng và ngọn lớn.
Ngọn cuối cần cho đo cho mình xác trên này á là ngọn 1.8 ly phôi carbon xoắn vân này. Đây của dòng Shimano, dòng Azu. Đây, phôi carbon xoắn vân hết. Còn này thì anh em về săn hàng được nha. Nói chung cần ra thẳng và phôi tương đối dày cho mình. Đây lóng của nó thì còn đẹp này. Ok hết nha. Đây, đẹp và sáng hết. Đây, tập thể này. Đẹp như này. Thì cái con này á, thì nó sẽ có một cái lóng zoom. Anh em muốn câu 9m thì ngang đây. Còn muốn 9m rưỡi thì mình rút lóng zoom ở đây luôn. Đây, lóng zoom của nó nha. Zoom 9m rưỡi này. Zoom úp cho mình lên. Nhưng mà cái lóng zoom của nó lâu ngày thì nó không được chặt lắm. Cái này thì anh em về mình xử lý nha. Đây, cái chỗ này không được chặt lắm nha. Cho hơi lỏng lẻo thế này. Trọng lượng của cần là 350g. À, ngọn 1.8 ly. Nó cứng tầm khoảng vào 5H. Trong là cần ra thẳng. Mã số 27. Giá là 1.600.000. Mã số 28 thì đây sẽ có một cần cắm gút lỡ như này. Con này thì cho đây mình câu ngâm của lăng xe hoặc là mình câu zip biển được này. Là cần cắm gút lỡ. Có cần là cần của hãng là Alpha Tackle nha. Độ dài cần là 2m7. Đây 2m7 Alpha Tackle, hàng nội địa Nhật này. Đây made in Japan. Cái dàn khoen con này thì đều là dàn khoen Fuji khoen lá hết nha. Đây khoen Fuji khoen lá hết. Ngọn cần thì đo cho mình xác cho này là ngọn 2.6 ly. Con này cứng tầm khoảng từ 50 đến 80 tính theo cần hai khúc. Đây câu ngâm lăng xe đều được nha. Đây hai khúc made in Japan 2m7 khoen lá. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji chữ vàng. Trọng lượng của cần thì cần được cho mình á là 370g, mã số 28, giá là 1.400.000 nha. Đây 1.400.000 ạ. Mã số 29, ở đây sẽ có một con cần là 3 khúc. Con này thì thích hợp mình câu ngâm câu lăng xe này. Đây 3 khúc cần này của hãng Olympic nha. Độ dài con này là 2m7, độ cứng 50. Thì 50 thì nó sẽ dạng vừa, hàng nội địa Nhật này. 50 thì công ngâm lăng xe đánh chép được, ngọn con này thì ngọn đặc ngọn tháp. Ngọn thì đo cho mình xác cái này là ngọn 2.2 ly, tất cả khoen của mình đều là khoen Fuji 3 chân xứ xám. Trong 2m7 thì gọn nha, nó rơi cho mình tầm khoảng vào 95cm thôi. Anh em mình bỏ cốp xe mà bay lô được này. Bắt gập Fuji F7, tay cầm sau này thì được nó được quấn một cái màng co nhiệt, mình cầm chắc tay và cắn mình cắn gỗ nha. Để cắn gỗ thế này. Trọng lượng con này thì cân được là 290g, mã số 29, giá 800.000. Rồi cuối cùng thì mã số 30 thì một con cần 3 khúc, con này của dòng Shimano. Độ dài của cần là 3m3, độ cứng 80 như này. 80 thì dạng cứng, hàng China xịt xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng đầy đủ như này. Con này là của dòng là dòng Simity nha, dạng khoen này dạng khoen Fuji 3 chân, đây loại xứ đá xám. Ngọn cần thì đo cho mình là con này là ngọn 2.5 ly. Đây tất cả dạng khoen của mình là khoen Fuji hết nha. Đây nước sơn thì màu đỏ như này. Tổng thể thì hơi cũ xíu. 3m3 cứng 80, tay cầm cán mút bát vặn Fuji Shimano chính hãng cho mình. Trọng lượng của cần thì cân được á là 285g thôi, mã số 30. Giá có là 850.000 này. Đây 850.000 ạ. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 30 mẫu cần. Thì anh em ấn mẫu nào comment mã số nha, cộng số điện thoại. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày đi câu thật nhiều cá cho sức khỏe. Có xem video cho em được đăng ký bật thông báo nha. Những video tiếp theo em lên thì mình nhận thông báo sớm. Bây giờ thì hàng hóa cập nhật liên tục, ở trong thì cũng gần Tết. Cũng tranh thủ một vài lô hàng nữa nha. Làm Tết cho mình. Rồi hẹn gặp lại lần sau, chúc tất cả anh em một ngày tốt lành ạ.